gửi những người đàn ông đang sống vô tâm với vợ, nghe mà khóc. Mến chào quý khán giả đang xem Tâm An Lạc. Kính thưa các quý vị, nhập cuộc sống hôn nhân, nam giới thường có vẻ thay đổi. Từ một người luôn theo đuổi, âu yếm người phụ nữ mình yêu, họ có thể trở thành những người lạnh lùng, thờ ơ. Khi chưa có, họ luôn trân trọng và chăm sóc, nhưng khi đã sở hữu, sự coi trọng thường bị lãng quên. Bao nhiêu phụ nữ phải chịu đựng nước mắt vì sự thiếu tình cảm. Cuộc sống của phụ nữ đôi khi khó khăn khi sống với người chồng thờ ơ. Nam giới thật khó hiểu. Họ có thể ngồi lâu để nói chuyện với bạn bè, thậm chí kể câu chuyện dài cả buổi, nhưng chỉ cần đợi vợ vài phút thôi, họ lại bày tỏ sự bất xa bi. Họ có thể rất vui vẻ, tử tế với những người phụ nữ ở ngoài xã hội, nhưng lại cho thấy sự khó chịu khi giúp đỡ vợ trong những việc nhỏ bé. Có những người đàn ông mặc đẹp nhưng lại thể hiện sự nhỏ nhen. Ngày xưa, họ từng hứa sẽ mang hạnh phúc cho người phụ nữ mình yêu. Họ thề sẽ chia sẻ, chịu trách nhiệm và chia sẻ niềm vui cùng với vợ. Khi cưới, phụ nữ tin tưởng và yêu thương. Tuy nhiên, có bao nhiêu người đàn ông thực sự nhớ về những gì họ đã hứa, hoặc sau khi kết hôn lại bỏ qua tình cảm với người bạn đời của mình. Công việc nhà, con cái và mọi thứ khác thường trở thành trách nhiệm của phụ nữ. Nam giới đi làm và khi trở về, họ thường thoải mái với việc ngồi xem TV hoặc chơi điện thoại, mà ít để ý đến những khó khăn và lo lắng của vợ mình. Phụ nữ không chỉ cảm thấy đau đớn khi chồng ngoại tình, nghiện cờ bạc hoặc phạm phải những sai lầm nghiêm trọng. Sự thờ ơ của chồng cũng đủ khiến họ cảm thấy đau lòng. Với phụ nữ, sự yếu đuối và cô đơn thường là kết quả khi sống cạnh người chồng thờ ơ. Họ phải đợi đầu bếp lạnh nguội, trống trải khi chồng chọn những cuộc vui, nhậu nhẹt thay vì dành thời gian cho vợ con. Họ đau khổ khi nhận thấy sự thiếu tình cảm và sự đồng lòng trong mối quan hệ với người mà họ đã cam kết sống đời đời cùng đi. Một người đàn ông đích thực không cần phải thực hiện những công việc lớn lao, đặc biệt để chứng tỏ mình. Cũng không cần phải có sự khen ngợi hoặc ngưỡng mộ từ xã hội. Sự mạnh mẽ của người đàn ông nằm ở việc sử dụng sức mạnh để chăm sóc người phụ nữ mình yêu. Anh ấy có thể hỗ trợ vợ trong những việc nhỏ bé hàng ngày mà không cần phải trở thành mục tiêu trêu ghẹo. Thấu hiểu thực sự về người đàn ông không chỉ dựa vào việc anh ấy giúp vợ tắm bé hay nấu bữa tối nhanh chóng, mà còn ở việc anh ấy tạo ra nụ cười trên khuôn mặt của người phụ nữ kia. Nhiều người đàn ông thường xếp vợ con sau những buổi nhậu nhẹt, tiệc tùng. Anh em, bạn bè thường được đặt lên hàng đầu trong những lúc vui vẻ, khi sức khỏe tốt và tài chính ổn định. Tuy nhiên, liệu họ đã bao giờ suy nghĩ về những thời khắc khó khăn khi đối mặt với bệnh tật hay tình hình tài chính không thuận lợi? Bạn bè có ở bên khi họ cần, có lo lắng cho từng bữa ăn và viên thuốc khi họ bị ốm? Cuối cùng, chỉ có vợ con, tình thân mới tồn tại mãi mãi, bất kể hoàn cảnh. Những người đàn ông không tốt thường tìm kiếm sự vui vẻ tạm thời và khi gặp khó khăn, họ lại quay trở lại và gây khó khăn cho vợ con mình. Đàn ông ơi, hãy đừng nghĩ rằng thái độ thờ ơ không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Không có phụ nữ nào có thể chịu đựng mãi cảnh buồn tẻ, đơn điệu như thế. Thái độ thờ ơ không chỉ gây tổn thương cho phụ nữ mà còn đe dọa cuộc hôn nhân của hai người. Đối với những người đàn ông đang thể hiện sự thờ ơ với vợ, hãy thay đổi trước khi quá muộn. Kính thưa quý vị, là đàn ông đừng bao giờ sống vô tâm với vợ mình. Khi bắt đầu vào cuộc sống hôn nhân, có vẻ như đàn ông đã thay đổi. Từ người luôn săn đón, âu yếm người phụ nữ mình yêu, họ đã biến thành những người thờ ơ, lạnh lùng. Lúc trước, họ nâng niu, yêu thương, nhưng khi đã có, họ lại coi thường. Khá nhiều người phụ nữ sống cùng chồng mình đã phải rơi nước mắt vì sự thiếu tình cảm. Các người đàn ông có thái độ đa dạng. Họ có thể ngồi với bạn bè trò chuyện, tán dóc suốt đêm, nhưng chỉ cần chờ vợ vài phút, mặt họ đã sưng xỉa. Họ có thể thân thiện với những người phụ nữ bên ngoài, nhưng lại rất khó chịu khi giúp đỡ vợ với một việc nhỏ. Những người đàn ông thường mặc những bộ quần áo lịch lãm, nhưng lại thể hiện sự nhút nhát. Những người đàn ông ngày xưa hứa sẽ mang hạnh phúc đến cho người phụ nữ mình yêu đã đâu. Những người đã thể sẽ chia sẻ, chịu trách nhiệm, đồng hành trong niềm vui và khó khăn cùng với vợ mình đã đi đâu. Phụ nữ lựa chọn lấy chồng vì niềm tin và tình yêu, nhưng bao nhiêu người đàn ông còn nhớ những cam kết đó khi đã kết hôn. Bếp núc, con cái, việc nhà, tất cả đều thuộc về phụ nữ. Trong khi đàn ông ra ngoài làm việc, về nhà họ thường lơ là với việc gia đình, thảnh thơi chơi điện thoại, xem TV, không chú ý đến vợ, những vấn đề xung quanh. Phụ nữ không phải chỉ đau khổ khi chồng ngoại tình, nghiện cờ bạc hay lạm dụng. Chồng thờ ơ cũng khiến họ cảm thấy cô đơn. Phụ nữ thường yếu đuối, sống bên cạnh chồng nhưng luôn cảm thấy cô đơn. Họ phải chờ đợi bên bữa ăn nguội lạnh. Họ buồn khi chồng thích cuộc vui ngoài kia thay vì bên vợ.
con cái. Họ đau lòng khi thấy mối quan hệ trở nên nhạt nhẽo, hời hợt với người họ đã chọn bên đầu đời. Người đàn ông mạnh mẽ là người nào? Không nhất thiết phải làm những việc lớn lao, quan trọng hơn là sử dụng sức mạnh để che chở người phụ nữ mình yêu. Giúp vợ những việc nhỏ nhặt, bình thường cũng là một cách thể hiện mạnh mẽ. Ai sẽ chê cười khi thấy một người đàn ông xắn tay áo giúp vợ tắm cho con hay nấu ăn cho cả gia đình? Thấu hiểu thực sự về người đàn ông không chỉ qua những hành động lớn mà còn qua việc tạo ra nụ cười trên khuôn mặt người phụ nữ bên cạnh. Nhiều người đàn ông thường đặt vợ con sau bạn bè, những buổi tiệc tùng. Nhưng liệu họ đã từng nghĩ về những thời khắc khó khăn, bệnh tật hay khó khăn tài chính? Bạn bè có ở bên khi họ cần, có lo lắng cho từng bữa ăn và viên thuốc khi họ bị ốm? Cuối cùng, chỉ có vợ con, tình thân mới tồn tại mãi bất kể hoàn cảnh. Những người đàn ông tồi tệ thường tìm kiếm sự thỏa mãn ngắn hạn và khi gặp khó khăn, họ quay trở lại và gây khó khăn cho vợ con. Đàn ông ơi, đừng nghĩ rằng thái độ thờ ơ không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Không có phụ nữ nào có thể chịu đựng mãi cảnh buồn tẻ, đơn điệu như thế. Thái độ thờ ơ không chỉ làm tổn thương phụ nữ mà còn đe dọa tương lai hôn nhân của hai người. Nếu bạn đang thể hiện thái độ thờ ơ với vợ, hãy thay đổi ngay trước khi quá muộn. Có không ít phụ nữ, dù có chồng bên cạnh và được cho là đã lấy được người chồng xuất sắc, vẫn phải tự mình lau nước mắt vào những đêm tĩnh lặng. Chị tôi đã lấy một người chồng thành đạt, được mọi người khen ngợi và nể phục, nhưng chỉ có chị là biết rằng cuộc hôn nhân của họ không hạnh phúc như thế. Chồng chị có thành công trong công việc, nhưng lại không biết thương yêu vợ và con cái. Người ta nói chị đòi hỏi quá nhiều, chỉ vì chồng chị là người giàu có. Nhưng thực tế là chị không cần anh ấy làm anh hùng hay vượt qua những thử thách lớn, chị chỉ mong anh ấy luôn bên cạnh khi cần, đặc biệt trong những thời kỳ khó khăn như mang thai và sinh con. Khi chị mang bầu, chị phải tự mình đi khám thai và nấu ăn. Chồng chị thường chỉ về nhà sau vài tháng, vài ngày, bảo rằng anh bận vì công việc và cũng vì con. Anh ấy không biết những khó khăn mà chị phải trải qua và không thèm quan tâm đến tâm trạng của người phụ nữ mang thai. Chị sinh con, nhưng anh ấy không quan tâm và chỉ đến thăm con sau một tháng. Khi chị trách móc, anh ấy thậm chí còn nói người phụ nữ trên thế gian này sinh con là chuyện thường, cần gì phải làm ồn ào. Chứ chưa ai đàn ông lại khó khăn như đàn bà với việc sinh con. Đàn ông thường nghĩ rằng việc của họ là kiếm tiền và mang về cho gia đình và chỉ cần làm điều đó là đã làm tốt. Nhưng họ đã bỏ qua những yêu thương nhỏ nhặt, sự chia sẻ trong cuộc sống hàng ngày. Đàn ông có thể có thành công, tiền bạc và danh vọng, nhưng nếu họ không thể yêu thương và chia sẻ với người phụ nữ bên cạnh, thì thành công ấy không có ý nghĩa gì. Thành công của đàn ông không chỉ dựa vào tiền bạc hay vị trí xã hội, mà còn phải đo lường bằng khả năng yêu thương, chăm sóc và đồng hành cùng người phụ nữ bên cạnh. Đàn ông nên biết khi nào vợ cần sự hỗ trợ, khi nào cần sự thấu hiểu. Việc vui vẻ chia sẻ những công việc nhỏ nhặt, giúp đỡ vợ là những dấu hiệu thực sự của một người đàn ông đúng nghĩa. Đừng chỉ tập trung vào việc kiếm tiền mà bỏ qua yêu thương gia đình. Yêu thương và sẻ chia mới là điều quan trọng thực sự trong cuộc sống hôn nhân. Tôi tin rằng không chỉ có chị, mà còn nhiều phụ nữ khác cũng đang trải qua những khó khăn tương tự. Đủ chỉ cần đi dạo một vòng ở phòng sinh của bệnh viện phụ sản, bạn sẽ thấy rất nhiều phụ nữ giống như chị. Họ đau đớn khi sinh con nhưng chồng lại không hề quan tâm. Họ cảm thấy mệt mỏi với việc chăm sóc gia đình, nhưng đàn ông vẫn thản nhiên nghỉ ngơi. Chỉ có với tình thương và sự chăm sóc nhỏ nhặt, đàn ông mới có thể thấu hiểu và góp phần xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Gửi những người chồng đang sống tàn nhẫn với vợ. Rất nhiều đấng nam nhi, ngang ngược trong cuộc sống, thường tỏ ra tự mãn với những thành tựu lớn lao mà họ đã đạt được. Tuy nhiên, họ lại thường không dành chút thời gian cho những điều nhỏ bé, bất kể cho người phụ nữ bên cạnh họ. Thậm chí, họ sống một cách tàn nhẫn và lạnh lùng. Nhiều phụ nữ, mặc dù đã có người chồng, vẫn cảm thấy buồn bã, cô đơn trong ngôi nhà của họ. Một người bạn của tôi có một người chồng rất tài năng và thành đạt. Anh ấy có thể bay từ Pháp sang Mỹ vì công việc mà như mọi người đi chợ. Điều này khiến mọi người đều phải ngưỡng mộ và mơ ước có một người chồng như anh. Tuy nhiên, bạn tôi lại nói, sự thành công ngoài xã hội không đồng nghĩa với cách anh ấy đối xử với tôi. Người phụ nữ nào cũng cần sự quan tâm từ người chồng, những điều nhỏ nhặt nhất. Khi bạn mang thai, dù có người chồng bên cạnh để chăm sóc, bạn vẫn phải tự mình đi khám thai và thậm chí ngồi ăn một mình. Mặc dù anh ấy có thể sắp xếp công việc để ở bên cạnh bạn, anh lại ưu tiên công việc. Anh bảo bạn phải kiếm nhiều tiền hơn để giúp bạn thoải mái hơn trong tương lai. Trong khi đó, thai phụ lại cảm thấy nhạy cảm hơn và trống rỗng khi không có người chồng ở bên cạnh. Khi bạn sinh con, mệt mỏi vô cùng và đối diện với hàng loạt thách thức,
anh vẫn lại mải mê bám vào một hợp đồng ở phương Tây mà không vội về. Khi bạn yêu cầu anh ấy thay đổi và ở bên cạnh gia đình, anh ấy lại nhẫn tâm nói, sinh con là chuyện phụ nữ ai cũng trải qua. Tại sao bạn lại làm như mình là người đầu tiên trên thế giới này phải đối mặt với nó? Bạn chẳng thể tin nổi vào sự tàn nhẫn của chồng mình và chỉ còn biết nhìn theo bóng lưng anh ta trong khi anh đang vội vàng lên máy bay. Hãy thử tưởng tượng một tình huống trong quá trình vợ đang gồng mình sinh con với cơn đau chằng chịt. Nhiều người đàn ông vẫn ngồi bấm điện thoại chơi game hoặc lướt Facebook. Đêm, khi vợ đau đớn vì cơn đau khủng khiếp của việc sinh con, anh chồng lại vẫn say sưa ngủ say giấc. Họ không thể hiểu cảm giác đau đớn của người vợ và không thèm quan tâm tới việc cửa tử mà vợ họ vừa trải qua. Họ thậm chí còn xem nhẹ điều đó với tư duy, đó chỉ là một việc thông thường mà người phụ nữ nào cũng phải trải qua, không có gì đáng làm vấn đề. Người đàn ông thường lầm tưởng rằng, chỉ cần họ trung thành với vợ và không ngoại tình thì họ đã là những người chồng hoàn hảo. Họ nghĩ rằng vai trò của mình chỉ là thực hiện công việc lớn, xây dựng sự nghiệp và bỏ qua việc nhỏ nhặt ở nhà, ví dụ như việc nấu nướng và dọn dẹp. Sự tàn nhẫn đối với người vợ không chỉ thể hiện qua việc phản bội hoặc có mối quan hệ với người khác. Người vợ cũng cần được quan tâm, được chia sẻ cả trong công việc nhỏ bé hàng ngày. Người đàn ông nên thể hiện tình cảm thông qua việc giúp đỡ vợ mệt mỏi, chăm sóc con cái chung thủy. Nụ cười hạnh phúc của người vợ là thước đo thực sự cho sự thành công của người chồng trong cuộc sống hôn nhân. Gửi chồng người đàn ông có tâm với cả thiên hạ, chỉ vô tâm với mỗi vợ mình. Người đàn ông thật khó hiểu, không phải là họ không thể nhận thấy, mà đôi khi họ thiếu lòng nhạy bén để cảm nhận. Bởi vì họ có thể dành thời gian và tâm huyết cho hàng loạt mối quan hệ xã hội, nhưng lại không thể tìm thấy sự quan tâm đối với vợ mình. Điều này không phải là họ không yêu, mà thực tế họ có thể làm chứng cho bản chất của họ. Có những người đàn ông vốn yêu nhưng không thể thể hiện tình cảm đúng cách, và việc họ trao cho vợ không phải lúc nào cũng đầy tận tụy. Tôi có một người bạn xinh đẹp và thành đạt, ngay sau khi tốt nghiệp, cô bạn đã lập tức kết hôn. Sau hơn 6 năm chung sống, cô bạn vẫn cảm thấy bất mãn và đôi khi khóc thầm vì chồng mình thường xuyên vắng nhà. Cô bạn kể rằng chồng cứ thường xuyên đi ra ngoài vào ban đêm, trong khi cô đang mang thai 3 tháng, anh không hề quan tâm và chỉ khi nào cô nói ra thì anh mới thể hiện sự chăm sóc. Cô bạn còn cho rằng đó là dấu hiệu của tình yêu thiếu tận tụy và sự vô tâm của người chồng. Dù có người chồng yêu thương nhưng thiếu lòng quan tâm chân thành, thậm chí có thể là người chồng vô tâm, thì chuyện này không thể bàn cãi. Tôi còn nhớ một câu chuyện tương tự mà tôi đã đọc trên mạng. Chúng tôi đã quen nhau suốt 5 năm, kết hôn cùng nhau suốt 5 năm, tổng cộng 10 năm với nhau. Hai con trai con gái đã là minh chứng cho những gì mà chúng tôi đã trải qua. Dường như chúng tôi đã là vợ chồng, dường như em là người phụ nữ có chồng, nhưng suốt gần 5 năm qua, em luôn tự hỏi một điều, chồng em đâu rồi? Ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới, anh gọi em để thông báo anh phải đi tham dự sinh nhật của vợ sếp. Chưa kịp em trả lời thì anh đã cúp máy. Ngày đó, con hỏi em, vì sao mẹ nấu nhiều món ngon? Em chẳng thể trả lời, chỉ còn biết nhìn con ăn và ủi an. Ngày sinh nhật của em, anh yêu cầu em cùng anh chọn món quà cho đối tác. Anh tỉ mỉ lựa chọn, hỏi em mãi liệu món quà đó có đẹp không. Em gật đầu mặc cả. Đến cuối ngày, anh về hôm đã khuya. Con trai dậy giấc và thấy ba đang về nhà, hỏi tại sao ba không tặng mẹ món quà gì. Anh hoảng hốt, nhanh chóng mua một bó hoa và tặng em như lời xin lỗi. Nhìn bó hoa anh mang về từ buổi tiệc xa hoa, em cười khẩy và khóc cùng lúc, em không thể giấu nổi cảm xúc đau lòng. Đọc đến đây, tôi thực sự cảm thấy nhức nhối. Đàn ông, cũng như chồng của tôi, có thể biết quan tâm, nhưng họ đã không còn tâm để chú tâm đến em và con chúng ta nữa. Anh có thể nhớ đến mọi thứ, từ sở thích của đối tác đến mong muốn của sếp, nhưng lại quên đi những gì con cần, những điều em mong muốn. Anh có thể hiểu tâm lý của khách hàng, nhưng không thể cảm nhận cảm xúc cô đơn của em. Không phải là anh không thể thấy, mà là anh không có tâm để thấy. Bởi vì anh có thể để tâm đến tất cả mọi người xung quanh, ngoại trừ vợ mình. Suốt 5 năm qua, em luôn giữ lấy hình ảnh của một thời gian đẹp. Khi anh nắm lấy tay em trong ngày cưới, hứa một cuộc sống dưỡng dục cho em. Em giữ mãi khoảnh khắc đó, như cố gắng nắm bắt từng chút tình cảm và hy vọng. Nhưng một ngày nào đó, khi anh trở về với mùi nước hoa xa hoa và dấu son trên áo trắng, em biết mình không thể chống đỡ thêm. Sự vô tâm đã chạm đến giới hạn cuối cùng trong tâm hồn em. Đàn bà như em cũng cần sự chia sẻ yêu thương và đồng cảm, cũng chỉ mong một tổ ấm ấm áp. Anh có thể tiếc nuối quá khứ, không còn đủ sức để thấu hiểu tương lai. Vậy thì, hãy để chúng ta buông tay, để chúng ta đi xa nhau,
chấp nhận nhưng không trách móc. Đừng để anh níu kéo em, cũng đừng để em níu kéo anh. Chúng ta đã thử hết sức, đã đợi đến tận cùng, nhưng cuối cùng, chúng ta cũng cần tự thương yêu chính mình, tự xoa dịu con tim của chúng ta. Trả lại hết những gì đã cũ, trả lại những gì đã vô tâm, đó là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta. Chúng ta không cần giữ lại những ký ức mà chúng ta đã chia sẻ, đừng buộc chúng ta vào nhau bất cứ thứ gì. Gửi những ông chồng vô tâm, các anh cưới vợ để làm gì? Thư gửi những người đàn ông thiếu tình cảm, chỉ khi đã hiểu rõ trách nhiệm của một người chồng, cảm nhận trọn vẹn trách nhiệm của một người cha, hãy thực sự chuẩn bị cho hôn nhân. Những người đàn ông thiếu tâm hồn thường có điểm chung, họ xem thường tầm quan trọng của gia đình. Cuộc nhậu thâu đêm, thú vui bên bạn bè, những hoạt động ngoại tại thường khiến họ thích thú hơn việc dành thời gian cho vợ con. Đối với họ, thỉnh thoảng, cảm xúc của xã hội ngoài kia còn có giá trị hơn những giọt nước mắt của người vợ. Họ dành thời gian nhiều hơn để vui đùa với bạn bè hơn là tham gia vào cuộc sống gia đình cùng con cái tại nhà. Tôi từng có một người đồng nghiệp với thái độ như vậy. Sau giờ làm, anh ta thường kéo người này đến người kia để nhậu, thư giãn, thường xuyên cà phê cùng bạn bè. Nếu không phải cùng đồng nghiệp thì anh ta lại hẹn hò với bạn bè. Mọi lần anh ta đều về đến nửa đêm. Anh ta thường nói, làm đàn ông thụ đắc mọi niềm vui bên ngoài, không nên dành cả cuộc đời ở nhà. Phải tạo dịp ra ngoài, giao lưu với bạn bè để có niềm vui thực sự. Những người đàn ông sợ vợ, sống cuộc sống không riêng tư mới thật đáng tiếc. Anh ta có hai đứa con đều đang ở độ tuổi mẫu giáo. Không cần phải nói, ai cũng biết việc vừa quản lý hai đứa con, công việc, nhà cửa và phụ nữ không phải là điều dễ dàng. Nhưng anh ta lại sống như thế là chuyện không liên quan đến mình. Anh ta thường coi thường việc chăm sóc con cái và gia đình như là nhiệm vụ của người khác. Anh ta chỉ quan tâm đến bản thân mình và suy nghĩ rằng vợ phải chăm sóc gia đình. Dẫu vợ làm việc mệt mỏi hay con ốm đau, anh ta vẫn không thể thấy mình liên quan. Tôi nghĩ rằng người vợ của anh ta thật là không hạnh phúc khi đã chọn một người chồng như thế. Dù đã làm chồng, đã làm cha nhưng anh ta chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không bao giờ nghĩ đến người khác. Thật đáng tiếc, có rất nhiều người đàn ông trên thế giới này đang sống với tư duy tương tự. Chuyện gia đình với họ không khác gì chuyện xã hội, vợ con với họ chỉ là người lạ không liên quan. Vậy thì, họ kết hôn với mục đích gì? Liệu có phải để có người sinh con, chăm sóc cho bản thân? Để có người lo việc nhà, nuôi dưỡng gia đình, thậm chí là cha mẹ? Mọi lúc, đàn ông kết hôn chỉ để thỏa mãn cái tôi của họ, không nghĩ đến trách nhiệm lớn lao của một người chồng, của một người cha. Mục đích và ý nghĩa cao cả của hôn nhân đã bị những người đàn ông vô tâm như vậy đánh mất. Và có những người không còn tin vào tình yêu, chẳng còn tin vào hôn nhân, đơn giản bởi vì có quá nhiều người đàn ông thiếu tâm hồn như vậy. Trên con đường trở thành một người đàn ông, nếu bạn không thể mang lại hạnh phúc và sự bình yên cho người phụ nữ bên cạnh mình, hãy ít nhất đừng làm họ khổ sở. Nếu tâm hồn bạn vẫn còn nhẹ nhàng, suy nghĩ vẫn còn hồn nhiên và bạn cảm thấy thú vị hơn với những thú vui bên ngoài xã hội, hãy tạm dừng trước cánh cửa hôn nhân. Hãy dành thời gian hiểu rõ vai trò của một người chồng, cảm nhận trách nhiệm của một người cha. Hãy đến với hôn nhân chỉ khi bạn đã thực sự sẵn sàng. Nếu thấy video ý nghĩa hay, hãy chia sẻ lên Facebook để mọi người cùng suy ngẫm và để lại cảm nghĩ của mình ở dưới video này nhé. Đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi để nhận những video mới nhất mỗi ngày.